Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác nuôi cu gáy. Thì hôm nay làm cái video ngắn để giới thiệu tới các bác cái mẫu lồng cu thổ mà đơn vị bên em đang bán ở trên thị trường. Thì về cái lồng này thì thiết kế nó gồm 3 nguyên liệu chính. Đó là một là cây gỗ song, hai là cây tre, ba là cây xà cừ các bác nhé. Đấy, cây xà cừ thì tiện ở bên trên quy trên này. Thì em sẽ giới thiệu về cái phần bên trên này. Còn về cái phần dưới cùng thì được thiết kế giật 3 cấp. Đấy là một cái đế chân, đấy vững chắc như chân kiểng các bác có thể thấy này. 1 này, 2 này, 3. Thì làm như thế này thì để nó cân bằng như thế này thì phải chọn lựa từ những cái cây gỗ song phù hợp kích thước với nhau để gắn kết liên kết vào thành một cái chân. Còn về cái phần chỗ cổ dưới đuôi lồng đây, đấy thì được liên kết bằng một lớp tre được tuốt qua máy rất là nhỏ, nói chung là to hơn cái tăm xỉa răng của các bác một tí. Đấy, liên kết vào với nhau rất là chặt. Đấy là ba cái đoạn khung gỗ song cuốn cổ bên dưới đây. Đấy thì từ cây bé này, cây vừa vừa đến cây to. Đấy là để đảm bảo làm sao mà nó cho chắc chắn nhất khi gửi về tới tay các bác sử dụng là nó được bền lâu lắm. Còn về cái phần tre để làm cái khung này thì tre này được ngâm kỹ các bác nhé. Đấy cũng được tuốt qua máy nhưng mà tre này lấy tre cật thôi, không lấy ruột. Đấy, rất là cứng rắn, các bác về sử dụng thì yên tâm. Đấy, 5-10 năm thì cái lồng nó vẫn còn nguyên vẹn, nó không bị mối mọt, nó không bị hỏng. Còn về cái phần cái cửa đây thì thiết kế cho các bác là vừa tay vừa tầm để cái con cu vào. Đấy, khi các bác đuổi nó sang hoặc đuổi nó ra sang lồng khác thì nó dễ, nó tiện lợi. Đấy, thiết kế thì nó không lỏng quá hoặc không chật quá để tiện làm cho các bác là kéo nó phù hợp với tay của mình. Còn cái lồng này thì cũng được gắn kết từ cây gỗ song đây và cây gỗ tre để làm nên một chiếc cửa như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn qua màn hình thì đấy nó là cái hình ảnh thực tế rất là đẹp. Mà giá cả của nó thì phù hợp, đấy, bác nào có thể chơi được vài trăm ngàn đồng là các bác có thể sử dụng được một cái lồng như thế này để các bác nuôi chim cu khách. Còn về cái phần cầu đứng ở bên trong đây, cái cầu cho con chim nó đậu thì cũng được tiện bằng một cây gỗ nha các bác nhé. Đấy, cũng đã được rạch những cái rãnh để tránh tình trạng con chim nó bám mà nó bị trơn trượt, rạch rãnh rất là đẹp rồi. Còn về cái phần dưới đây thì thiết kế cho các bác một cái lớp tấm la lu. Đấy, cái tấm này thì cũng là tiện thể là làm cho các bác một cái hộp để các bác vệ sinh cái phân chim hoặc là phải vệ sinh những cái thức ăn thừa của con chim ấy. Đây thì làm cái khóa này nó đang ở cái chiều thuận như thế này, các bác xoay sang thì nó khác gắn kết với cả cái lan tre bên dưới đây, nó rất là chắc chắn. Đấy thì còn khi vệ sinh xong thì đóng vào thì cũng rất là dễ, đóng vào thì rất là dễ. Thì về cái phần ở bên trên đỉnh đây thì cái này là thiết kế cho các bác là để các bác treo cái móc này. Thì cái móc thì nó nằm ở trong đây, móc được tiện bằng gỗ các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì các bác cắm vào như thế này, đây có que sang này. Đấy thì các bác cắm vào đây, các bác xỏ que sang là ok. Đấy thì các bác có thể treo được. Đấy, không muốn chắc chắn hơn thì các bác về lấy cái đinh 4 các bác đóng ra. Đấy thì nó chắc chắn hơn. Còn nếu mà cái tre này thì nó vẫn là chắc chắn. Cái độ cái lồng này nó cũng chỉ hơn 1 kg, con chim cu thì nó bé thôi, thì nó vẫn chịu đựng được. Đấy, rất là tiện lợi cho các bác. Còn về những cái mẫu lồng nuôi nhốt cu gáy thì bên em bán tổng cộng là 3 mẫu lồng. Đấy, một đây là cái size này là size to này. Còn nếu mà về cái mẫu lồng thổ này thì nó có 3 loại, một loại là size nhỏ 33 cm, một loại là 40, một loại này là 45 là to nhất. Còn về những cái lồng bẫy cu thì nó rất là nhiều. Đấy, bên em bán cung cấp lồng cu Thái, đấy, cu Malai, đấy những cái lụp cu, lụp chim bẫy để đi bẫy chim cu gáy. Còn bác nào có nhu cầu về những cái mẫu lồng như thế này thì liên hệ cho em qua 2 cái số điện thoại em để dưới tiêu đề video. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.